Xin chào quý anh chị đã quay trở lại với những video của em Quỳnh Sài Gòn Ca. Sài Gòn Ca chúng em là đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng. Và hiện tại cửa hàng Sài Gòn Ca chúng em sẵn trên dưới 30 đầu xe, tài chính từ 300 triệu cho đến 1 tỷ. Và rất nhiều chiếc xe đến từ thương hiệu, dòng đời, mẫu mã khác nhau, từ các xe phân khúc hạng A, B, C, D hay SUV cỡ lớn, MPV, CUV đến từ các thương hiệu như là VinFast, Kia, Hyundai, Suzuki hay Honda. Về chính sách bảo hành và chế độ cam kết bên em thì bên em cam kết bằng văn bản là 100% đảm bảo đầu vào và đầu ra là xe không lỗi nhỏ, không đâm đụng, không tai nạn, không thủy kích ngập nước, không đại tu động cơ hộp số, và cam kết là km chuẩn một chủ từ đầu. Đối với những chiếc xe là 2-3 chủ thì bên em sẽ dựa vào trình độ chuyên môn để đánh giá rằng là chiếc xe này đã đi được bao nhiêu cây số nha. Và địa chỉ của Sài Gòn Ca chúng em là 613 quốc lộ 13, nằm ngay mặt đường quốc lộ 13 các bác ạ, cách ngã tư Bình Phước về hướng Sài Gòn là 1 km, và cách bến xe miền Đông cũ là 3 km thôi ạ. Rất là tiện lợi, thuận tiện cho các bác như là Bình Dương, Đồng Nai, Long An hay là các bác từ tỉnh lẻ, từ bến xe miền Đông về nhà em thì rất là gần và đường thì rất là thuận tiện. Và cửa hàng em thì nằm ngay mặt đường quốc lộ 13 thôi ạ, rất là dễ tìm. Và trong video ngày hôm nay thì em Quỳnh xin phép báo giá, cập nhật tất cả những xe đang có sẵn tại cửa hàng. Và bên em thì mới về là Suzuki XL7 2022 này, Kia Sedona full xăng 2016 này, loanh quanh con Sedona nhà em Quỳnh thì chạy loanh quanh được có 4 vạn thôi. Xe đăng ký biển thành phố, nội thất như mới và thêm rất nhiều option. Chúng ta sẽ đi từ hàng đầu tiên vào bên trong nhá. Cả nhà cùng theo dõi video để có biết thêm nhiều thông tin chi tiết và cũng như là cập nhật nhiều mẫu mới bên Sài Gòn Ca chúng em ạ. Có một cặp Sedona cho các bác này, Suzuki XL7 Ertiga này, Xpander. Và mở đầu trước video ngày hôm nay đó chính là chiếc Ford EcoSport bản Titanium. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2016, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu ạ. Và chiếc xe này thì lăn bánh loanh quanh được chưa tới 4 vạn, sử dụng lốp sơn là màu cam và nội thất là ghế da màu đen nhá. Em Quỳnh hiện tại là sẵn hai chiếc Ford EcoSport khác màu để cho các bác nhiều lựa chọn hơn. Chiếc này thì đăng ký biển thành phố khá là ưng này. Bác nào mà ở biển thành phố này, đầu cầu Sài Gòn Hà Nội thì tiết kiệm chi phí là 20 triệu khi mà bấm biển mới lại nhá. EcoSport sử dụng động cơ là 1.5. Tuy nhiên thì máy rất là khỏe đối với một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ ạ. Và bên này là chiếc Kia Morning GT Line. Kia Morning phiên bản GT Line, con này thì ghế da hai màu này, đỏ viền đen viền đỏ. Sử dụng lốp sơn là màu xanh, nội thất là ghế da màu đen nhá, sử dụng biển thành phố luôn các bác ạ. Đây là form mới nhất của Kia Morning ạ. Chiếc xe Kia Morning Morning nhà em Quỳnh thì chạy loanh quanh được hơn 1 vạn thôi ạ. Cam kết là km chuẩn và bằng văn bản cho các bác về chất lượng xe, giấy tờ pháp lý là hợp pháp, minh bạch và rõ ràng. Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán chiếc Kia Morning GT Line màu xanh này với trị giá là 438 triệu nhá. Còn bên tay phải em Quỳnh đây, đó chính là chiếc Kia Morning phiên bản Luxury 2020, form cũ. Một con là form mới và một bên là form cũ. Chiếc Kia Morning này thì xe đăng ký biển tỉnh, chạy được 2 vạn rồi, đang được chào bán với mức giá là 368 triệu nhá. Xe màu đỏ, nội thất là ghế da màu be các bác ạ. Lốp nguyên dàn theo xe. Sơ mua chưa ạ? Chúng ta sẽ đi vào hàng phía sau nhá. Hàng này thì em có Suzuki XL7 2022 này, VinFast Lux A này, Kia Sedona full xăng 2016 này, và bên này là Kia Sedona full dầu 2019. Chúng ta sẽ đi từ trước Kia Sedona full dầu 2019 màu vàng cát này nhá. Trước này thì chạy loanh quanh được 48.000 km, xe đăng ký biển tỉnh, một chủ từ đầu, với nội thất là ghế da màu ghi. Đây là bản full dầu nhá, động cơ là 2.2. Em đang chào bán với mức giá rất là yêu thương. Thực tế thì trước này này, trước này em mua trước Tết với trị giá là 970 triệu thu vào, và mức giá chào bán là chắc chắn hơn rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao ở thời điểm hiện tại chiếc Sedona đã sập giá. Có lẽ là một phần là do mẫu mã của Carnival ra rất là đẹp, phải không ạ? Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán trước này là, hồi xưa là chào bán là trên 1 tỷ, hiện tại thì chào bán là 938 triệu nhé. Bác nào mà sở hữu Kia Sedona ở thời điểm này thì cực kỳ là hợp lý và giá rất là yêu thương luôn.
màu vàng cát biển tỉnh. Con này thì em có video chi tiết ở trên trang cá nhân của em này. Và bên cạnh chiếc Serona màu vàng cát đó chính là chiếc Serona màu đen mà em mới về ngày hôm qua. Trước này thì tí em sẽ quay cận cảnh cho các bác. Serona phun xăng nhá. Con này sử dụng động cơ là 3.3 lít GATH 2016, một chủ từ đầu. Anh chủ rất là dễ thương luôn, đến tận cửa hàng. Hai vợ chồng, vợ đi Camry, chồng đi Serona, đến tận cửa hàng để bán cho em cuối chiếc này đổi sang Carnival. Và chiếc này thì chạy chính xác là 41.000 km, xe đăng ký biển thành phố. Nội thất là ghế da hai màu. Ở sau ghế lái và ghế phụ thì anh chủ đã trang bị hai chiếc màn Android, trải thảm sàn này, phụ kiện đằng trong xe rất là nhiều. Và nhà bác nào mà có trẻ con thì xem hoạt hình thì mát số luôn. Chiếc này thì em được đăng được chào bán với mức giá là 678 triệu nhá. Còn bên này là chiếc VinFast Lắc A em mới về. Một lát nữa em sẽ quay cận cảnh chiếc VinFast Lắc A cho bác. Còn bên này là chiếc Suzuki XL7 2022 này, số tự động, xe đăng ký biển tỉnh, sử dụng lớp sơn là màu đen, nội thất là ghế da pha nỉ màu đen nhá. Chiếc xe này thì lăn bánh được 12.000 km tương đương với 1,2 vạn và đang được chào bán với mức giá mong muốn của Sài Gòn Ca là 575 triệu có hỗ trợ trả góp ngân hàng ạ. Phía trong cùng này chúng ta có Hyundai Kona 2.0 đặc biệt 2021 này, Hyundai i10 này, Honda City Top 2019 và bên xa xa kia là Kia Rondo màu trắng 2018 nhá. Chúng ta sẽ đi cùng em Quỳnh từ những chiếc xe gần nhất để tiện giới thiệu cho quý anh chị ạ. Chiếc này là Hyundai Kona bản 2.0 số tự động phiên bản đặc biệt nhá. Phiên bản nó có ghế chỉnh điện 10 hướng ạ. Chiếc này sử dụng lớp sơn màu trắng và nội thất là ghế da màu đen. Chiếc này thì cập đến ngày hôm kia và em Quỳnh có video chi tiết của chiếc xe đô thị gầm cao này nhá. Hyundai Kona nhà em Quỳnh thì chạy vỏn vẹn chỉ được hơn 700 km thôi, sử dụng biển thành phố, tên công ty xuất hóa đơn. Và bác nào mà ở biển thành phố thì em Quỳnh nhắc lại là ở đầu cầu Sài Gòn Hà Nội thì không mất thêm chi phí tiền biển là 20 triệu khi mà sang tên nhé. Chúng ta chỉ đóng thuế vào tỉnh mình để có ra giấy hẹn, cũng ra đăng ký tên mình thôi ạ. Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán chiếc Hyundai Kona 2.0 AT phiên bản đặc biệt ở 2021, lăn bánh được hơn 700 km với mức giá là 668 triệu. Bác nào mà tên công ty thì em có thể xuất thẳng về công ty cho các bác luôn ạ. Và bên này là chiếc Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback nhá. Máy là 1.2 này, đang được chào bán với mức giá mong muốn là 328 triệu. Sử dụng lớp sơn màu trắng, nội thất là ghế da hai màu. Và lốp này là lốp nguyên dàn theo xe nhá. Chiếc này thì nhà em Quỳnh chạy được có hơn 2 vạn thôi. Xe đăng ký biển tỉnh Đồng Nai. Các bác nào mà ở biển Đồng Nai thì giữ con biển này cũng khá là đẹp này. Còn bác nào mà không thích sang tên thì trước này thì em có thể ký ủy quyền cho các bác nhé, để các bác di chuyển xe. Đây là phiên bản hatchback phiên bản một đầu nhé. Hiện tại thì nhà em có sẵn hai chiếc i10 cơ. Đây, Honda City Top. Hôm qua thì chiếc Honda City Top 2017 về mà chả kịp quay. Tại sao? Tại vì nó đẹp quá nên là anh em mua luôn. 2017 mà chạy vỏn vẹn chỉ có 3 vạn thôi là còn đăng ký biển thành phố. Còn ngay lúc này đây là em Quỳnh đang đứng cạnh chiếc Honda City Top 2019, sử dụng lớp sơn là màu ghi bạc và nội thất là ghế da màu đen nhá. Chiếc xe này thì sản xuất và đăng ký năm 2019, full lịch sử hãng, và lăn bánh được 19.000 km, sử dụng lớp sơn biển tỉnh này, lốp nguyên dàn theo xe, sơ cua chưa hạ, các bác có thể nhìn qua này, xe chạy 1.9 vạn thì các bác biết rằng là dàn lốp có đẹp như thế nào rồi. Và một số chi tiết trên xe thì cũng rất là mới, nguyên ni lông. Và hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán chiếc Honda City Top với mức giá mong muốn là 480 triệu. Giá rất là hợp lý rồi ạ. Trong video ngày hôm nay thì em Quỳnh sẽ báo giá sale sập sàn ở thời điểm cuối tháng 2 để sang đầu tháng 3 chúng ta chào đón một tháng mới, khởi đầu mới cũng như là thắng lợi mới, phải không ạ? Và ngay bên cạnh chúng ta đó chính là chiếc Kia Rondo 2018 phiên bản GAT. Ở Kia Rondo thì nhỉnh hơn các đối thủ như là Xpander, XL7 hay là Ertiga với động cơ là 2.0 nhá. Còn Xpander hay là Suzuki XL7 thì sử dụng động cơ là 1.5 thôi ạ. Chiếc Kia Rondo nhà em Quỳnh thì vỏn vẹn lăn bánh là 8 vạn rồi, sử dụng lớp sơn màu trắng và nội thất là ghế da màu ghi nhá. Rondo nào thì cũng sử dụng ghế da màu ghi các bác ạ, trừ khi mong muốn là bọc lại thôi. Chiếc này thì loanh quanh 48 vạn rồi nên là lốp là không còn nguyên dàn theo xe nhá. Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán chiếc Kia Rondo 2018 với mức giá mong muốn là 495 triệu ạ. Bên em thì hỗ trợ ngân hàng tất cả các đời xe từ 2017 đổ lại đây.
và khoản vay tối đa là 200 triệu trở lên nhé. Trong này chúng ta lại có Kia Zondo này, Kia Zondo 2019, Hyundai Grand i10 2021 này, Elantra 2017 và bên kia là Ford EcoSport 2016 ấy. Chúng ta sẽ đi từ trước Kia Zondo để cho nó rộng rãi ạ. À, bác nào mà không hợp mệnh trước Kia Zondo màu trắng 2018 nhà em Quỳnh thì có thể lựa chọn sang màu vàng cát của 2019 nhá. Hiện tại chiếc xe nhà em Quỳnh thì lăn bánh được là 5 vạn rồi. Xe đăng ký biển thành phố, sử dụng lớp sơn là màu vàng cát và nội thất ghế da là cũng màu ghi luôn. Và trước này thì là loanh quanh là 5 vạn, cũng biển này biển thành phố này. Bác nào mà ở biển thành phố thì tiết kiệm chi phí là 20 triệu khi mà sang tên tiền biển nhá. Trước này thì trước là em có bán là 555 triệu. Tuy nhiên thì chắc là kén màu chưa gặp được chính chủ để rước em nó về. Nên là hiện tại em Quỳnh hạ giá còn 535 triệu cho bác nào yêu thích chiếc Zondo màu là nhà em Quỳnh nhá. Bên này là chiếc Hyundai Grand i10 này. i10 2021 phiên bản 2 đầu số sàn máy 1.2. Bản này là bản tiêu chuẩn nhá, không phải bẩn đủ đâu các bác ơi. Tuy nhiên thì trước này có một điểm đặc biệt này là em Quỳnh đã lên mâm cho em nó. Đây. Hôm nọ lấy về thì nó không phải là, nó là mâm sắt. Tuy nhiên là lên mâm, không phải mâm zin cho nó. Đây là mâm lên rồi nhá, không phải mâm zin của em nó đâu. Lốp là nguyên dàn theo xe, chạy được có 8.000 km thôi. Hyundai Grand i10 máy 1.2 số sàn, màu trắng biển thành phố. Nước sơn là màu trắng, nội thất là ghế nỉ nhá. Con này thì đang được chào bán với mức giá mong muốn tại Sài Gòn Ka là 367 triệu ạ. Giá rất là lướt rồi, rất là yêu thương so với cả mà khi mà chúng ta mua xe lướt trong hãng rồi. Chạy được có 8.000 km thôi ạ. Xe thì đã được lên cam hành trình rồi. Và trước ở form mới này thì có cái màn màn zin của i10 cũng khá là to. Có tích hợp Bluetooth kết hợp iPhone, iPod, Android. Ở bên cạnh chiếc Hyundai Grand i10 đó chính là chiếc xe Hyundai Elantra. Hiện tại nhà em Quỳnh thì sẵn 3 chiếc Elantra nhé. Elantra số tự động 2017, hai chiếc Elantra số sàn 2019 và 3 màu khác nhau cho các bác lựa chọn ạ. Và chiếc màn ảnh nhỏ của chúng ta chính là chiếc Hyundai Elantra số tự động 2017, tên công ty xuất hóa đơn, xe đăng ký biển thành phố, sử dụng lớp sơn là màu nâu nhá, rất là sạch sẽ, với ghế da là màu ghi. Con này thì có cửa nóc này. Hiện tại thì em Quỳnh đang chào bán với chiếc Hyundai Elantra số tự động 2017 với mức giá mong muốn là 475 triệu ạ. Lăn bánh được 48.000 km nhá. Lớp sơn của chiếc này rất là đẹp. Như các bác để ý thì tất cả các sản phẩm của bên Sài Gòn Ka, bên em Quỳnh và tất cả những cái sản phẩm em Quỳnh đã bán ra thì đều xe rất là lướt và đều có cam kết bằng văn bản cho quý anh chị để có thể yên tâm lựa chọn tất cả các sản phẩm bên Sài Gòn Ka chúng em. Và rất là đặc biệt, ở ngay bên cạnh em Quỳnh đó chính là chiếc Ford EcoSport 2016 này. 2016 mà lăn bánh được 25.000 km thôi. Xe này chính xác là 25.000 km. Ở lớp sơn này là sơn zin 100%. 4 lốp là nguyên dàn theo xe, sơ cua chưa hạ. Xe đầy đủ hai chìa khóa và phụ kiện kia mua xe trong hãng. Xe đăng ký biển thành phố luôn. Ở trước này thì em Quỳnh đang chào bán với mức giá là 438 triệu. Hai chiếc xe nhà em đều cùng đời. Ford EcoSport màu cam này và Ford EcoSport màu xám, hai chiếc xe đều là bản Titanium này, 2016 này, biển thành phố và đang được chào bán mức giá là mong muốn là 438 triệu các bác nhé. Trước này thì em có video chi tiết trên xe này. Ở trong này thì chúng ta có các dòng SUV cỡ lớn này, Kia K3 này, Hyundai Elantra, Suzuki Ertiga, Mazda 3 hay là Xpander. Ở hàng này trước đi. Hôm qua định quay chiếc Ertiga cho các bác rồi nhưng mà hôm qua bận quá, khách từ sáng đến tối luôn, 8 giờ em phải đuổi khéo khách để về đấy các bác ạ. Trước này thì là Suzuki Ertiga 2020 nhá, đăng ký lần đầu 2021. Chạy được loanh quanh đâu đó là 2 vạn km thôi. Xe đăng ký biển thành phố luôn. Ở nhà em thì cũng rất là nhiều xe ở biển thành phố cho các bác lựa chọn nhá. Không lại bảo là em Quỳnh toàn bán xe biển tỉnh để tối thêm chi phí cho mọi người. Trước này thì sử dụng lớp sơn màu trắng này, nội thất là ghế da màu đen này. Đây là dòng 5+2 nhá, MPV 7 chỗ. Và ở Suzuki này thì có thiết kế một cái màn và hệ thống giải điều hòa khá là thuận lợi để cho người tiêu dùng sử dụng. Trước này thì mong muốn giá bán là 515 triệu ạ. Quay sơ qua báo giá toàn bộ cửa hàng nhá, và báo giá cái chương trình ưu đãi của Sài Gòn Ka để sắp tới
nhập hàng mới về cho các bác lựa chọn, và em Quỳnh mới về chiếc XL7 và Serena. Để thời gian đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai chiếc xe đặc biệt đó nhé. Và bên cạnh em Quỳnh đây đó chính là chiếc Hyundai Elantra số sàn 2019. Chiếc này thì đăng ký biển tỉnh này, màu đen. Nhưng mà em Quỳnh lại bắn nhỉnh hơn trước 2019 màu đỏ kia. Tại vì sao? Bởi vì chiếc này là chạy ít hơn trước màu đỏ. Chạy ít hơn hẳn 4 vạn cơ. Chiếc này là chạy hơn 2 vạn này, màu đen hơn 2 vạn biển tỉnh. Đang được chào bán mức giá là 470 triệu nhá, số sàn, động cơ là 1.6. Còn bên trong cùng kia là Hyundai Elantra màu đỏ, máy 1.6 số sàn luôn, biển thành phố luôn, nhưng lại chạy 63.000 km nên là đang được chào bán với mức giá mong muốn là 465 triệu ạ. Đứng đây có chặt không? Đây, nhà thì hiện tại là nhà kín xe rồi. Và hiện tại thì em Quỳnh đang mở rộng cơ sở ngay cạnh cửa hàng em, đó chính là địa chỉ là 615 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Các bác cứ search Google địa chỉ là Salon ô tô Sài Gòn Ca hoặc địa chỉ là 613, 615 quốc lộ 13 thì sẽ ra cửa hàng em nhé. Bên cạnh em Quỳnh đây đó chính là chiếc Kia K3 1.6 Luxury 2022. Lăn bánh được loanh quanh là hơn 1 vạn thôi. Chiếc này thì sử dụng lớp sơn là màu xanh Kavansai này, ghế da màu đen. Ở trước này thì option không thể nhiều bằng chiếc Premium rồi. Sử dụng biển tỉnh, tỉnh Lâm Đồng. Bác nào mà về thành phố thì lại mất thêm chi phí tiền biển rồi. Trước này thì có cửa lóc này. Cái form mới thì nó rất là đẹp, có rất nhiều thiết kế. Và trước này thì em có video chi tiết nhá, các bác lưu ý một chút. Hiện tại em đang chào bán chiếc Kia K3 với mức giá mong muốn là 628 triệu. Vào trong này một chút để quay lốt chiếc SUV cỡ lớn, gầm cao, và chiếc Mazda 3 Premium cho các bác nào. Đây, ngay bên cạnh em Quỳnh là hai chiếc xe màu đỏ. Chiếc Elantra này thì em đã giới thiệu rồi. Và bên này, bên tay phải đây, bên tay phải của em Quỳnh đó chính là bên tay trái của các bác. Mazda 3 phiên bản 1.5 Premium Sport 2021, lăn bánh được hơn 3 vạn. Cái Mazda 3 này thì có một cái nhược điểm, đó chính là cái bộ ghế da của em nó rất là nhanh xuống cấp, chạy có mới 3 vạn thôi. Thậm chí là chỉ qua sử dụng khoảng 2 vạn là ghế da ở ghế lái đã có độ nhăn nhúm rồi. Tuy nhiên thì cái chất liệu da của Mazda 3 thì không thể chê, và với động cơ Sky Active thì rất là bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, phải không ạ? Mazda 3 1.5 Premium Sport 2021 đang được chào bán với mức giá mong muốn tại Sài Gòn Ca với giá là 675 triệu. Lốp nguyên dàn theo xe, sơ cua chưa hạ và phụ kiện đầy đủ theo xe nhá. Trước này thì độ cũng rất là tinh tế này. Một số chi tiết này có thể mở cửa ra cho các bác. Đây, vô lăng này, chị chủ này khá là cưng cưng xe đấy ạ. Rồi, lớp sơn của chiếc này là màu đỏ pha lê và ghế da màu đen nhá. Và bên trong cùng đây, bên trong góc nhà em Quỳnh thì hơi chật một chút các bác ạ, là một chiếc SUV cỡ lớn này. Bác nào mà tầm tài chính khoảng dưới 700 mà muốn sở hữu một dòng SUV cỡ lớn này, máy dầu này, động cơ là 2.8 số tự động một cầu, thì sở hữu ngay chiếc Chevrolet Trailblazer. Ở chiếc này thì đến từ thương hiệu của Mỹ này, máy Mỹ này. Nói chung là lớp sơn của Trailblazer mà đến nay là 2023 là 5 năm sử dụng rồi. Nhưng lớp sơn còn giữ lại nên chiếc này phải trên 90% giá trị xe, lốp nguyên dàn theo xe. Tại vì sao? Tại vì là tất cả những cái đồ phụ tùng của dòng Trailblazer, dòng Chevrolet này này, thực sự là nó rất là bền các bạn. Tuy nhiên thì mức giá là khá là cao so với cả phụ tùng của các hãng phổ thông thôi. Ở chiếc này thì đang chào bán với mức giá mong muốn tại Sài Gòn Ca là 675 triệu nhé. Chevrolet Trailblazer số tự động 2018, một cầu số tự động, động cơ là 2.8 ạ, sử dụng biển thành phố là 51H07878, cực kỳ đẹp luôn. Bác nào mà ở khẩu thành phố thì giữ nguyên con biển để giúp em nhé. Và chúng ta sẽ tiến đến gần kia và em Quỳnh sẽ cho chúng ta hai lựa chọn. À chết rồi, sót cho Xpander. Nhà nhiều xe quá, đến mức bây giờ là Elantra này em giới thiệu qua rồi này. Elantra giới thiệu qua rồi. Đây, Xpander là Xpander màu đen này. Bác nào mà đi qua cửa hàng em thì cứ ghé vào đây để em Quỳnh giới thiệu uống trà và ngắm xe cùng cửa hàng nhé. Bên cạnh em Quỳnh đó chính là chiếc Xpander số tự động 2019 này. Lăn bánh loanh quanh là đâu đó là gần 5 vạn thì phải. Sử dụng là biển tỉnh này,
Ở ghế da là màu be này, và chiếc này thì đang được chào bán mức giá mong muốn là 555 triệu nhá. Chỉ kén mỗi cái là biển tỉnh thôi. Còn các bác nào mà có nhu cầu là hỗ trợ trả góp ở bán kính là đổ lại 100 km này thì em Quỳnh vẫn hỗ trợ nhá. Chiếc này mong muốn là 555 triệu này. Và tiến lên kia để em Quỳnh giới thiệu hai chiếc xe mới về, đó chính là Kiro, Kia Sedona full xăng 2016 và Suzuki X7 2022. Chúng ta sẽ cùng ngắm trước Suzuki X7 2022 này trước nhá. Em Quỳnh sẽ giới thiệu qua thôi, nhanh thôi, bởi vì là em Quỳnh còn có chiếc Sedona kia rất là yêu thích của em Quỳnh nữa. Tài chính dưới 600, sở hữu chiếc xe gì 7 chỗ phải không ạ? Đời lại cực kỳ cao và cực kỳ lướt. Đó chính là Suzuki X7 này, có các đối thủ trực tiếp cạnh tranh như là Kia Zondo này, Xpander này, hay là đàn em là Suzuki Ertiga. Nhưng mà Suzuki X7 tại vì sao mà hiện tại thì vẫn rất là cháy hàng trên thị trường. Thứ nhất là về form dáng này, thiết kế thì em đánh giá cao hơn so với cả Xpander. Động cơ thì cùng nhau này là 1.5 này. Và chiếc xe nhà em Quỳnh thử sử dụng là biển tỉnh nhá. So với cả xe mới trong hãng thì cũng khá là tiết kiệm chi phí rồi. Và cái độ khấu hao của xe cũ bên em Quỳnh thì khá là nằm ở mức là ổn định thôi. Và tất cả xe mua bên Sài Gòn Car thì đều hỗ trợ quay đầu để cho các bác yên tâm về chất lượng sản phẩm bên em nhé. Chiếc này sử dụng lốp sơn là màu đen và nội thất là ghế da pha lỉ màu đen nhé. Chúng ta khám phá nội thất của chiếc này một chút ạ. So với cả tất cả các chiếc xe của Vingroup thì ở X7 em Quỳnh ưng nhất là cái giải điều hòa phía trước này, làm lạnh sâu hơn này, và có một chiếc màn này, chúng ta sẽ không phải độ thêm màn như là Android, Zetec hay Cova nữa. Đối với những chiếc xe như Xpander thì khách hàng của em Quỳnh vẫn hầu như phải độ thêm màn, lắp thêm cam hành trình. Thì trước nhà em Quỳnh đã có cam hành trình này và bọc trần này, trần chắn 6D này. Cái chi tiết này thì em Quỳnh không thích lắm. Tuy nhiên thì bác nào mà yêu thích sự sạch sẽ hay là thích bọc trần cho cái không gian nó trầm hướng một chút thì đây là chiếc xe đã đủ các yếu tố cho các bác rồi đấy ạ. Em sẽ lổ máy cho các bác nha. Đây. Ở trước này thì sử dụng điều hòa cơ nhá, phanh tay cơ luôn. Ở trên vô lăng này, vô lăng ba chấu có các nút bấm như là chỉnh volume này, đàm thoại rảnh tay này, kết nối bluetooth này. Gương chỉnh điện. Đây, hiện tại số km trên đồng hồ là 12.339. Các bác có thể nhìn qua này, chiếc xe 7 chỗ trong phân khúc MPV, 7 chỗ giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu mà có option này, gương cập chỉnh điện này, ở chiếc màn to hoành luôn. Còn bên chiếc xe nhà em Quỳnh thì lại được có cam hành trình, ở vô lăng 3 chấu tích hợp một số các tính năng cơ bản này, rất là rộng rãi. Và trước này thì em đã trải nghiệm rồi, so với cả Xpander thì trước này đánh lái nhẹ hơn nhá. Còn bác nào thích Xpander, Xpander thì em Quỳnh đánh giá là khá cá tính hơn so với cả Ertiga hay là X7. Ở hàng ghế phía sau thì ngồi rất là rộng rãi và có một số chi tiết như là hộc để đồ này, rồi cổng sạc luôn. Nên là bác nào mà chạy đường dài mà đi X7 thì không lo về cái vấn đề sạc xe hay là để đồ để đỡ mỏi tay nhá. Và anh cameraman thì có bảo rằng là ngồi rất là thoải mái so với một chiếc xe dưới 600 mà 7 chỗ. Mở ra đằng sau cốp xem phụ kiện độ nghề cho các bác để xem cái chất lượng xe lướt bên em Quỳnh như thế nào nhá. Trước này thì chạy 12.000 km thì chắc chắn là lốp nguyên dàn theo xe rồi ạ. Với động cơ là 1.5 thì mức tiêu hao nhiên liệu chỉ loanh quanh là chưa tới 7 lít thôi ạ. Đây là chiếc xe mà em Quỳnh đã hạ hàng ghế thứ 3 xuống nhá. Ở đằng sau chiếc X7 này thì có cảm biến theo xe ạ. Máy nhặt lên các bác rất là yên tâm rồi, lành tính và bảo dưỡng bảo hành cũng rất là dễ chịu.
biến theo xe này. Ở cản sau thì được sơn màu bạc, rất là trông thể thao và cá tính phải không ạ? Màu đen nhé, bác nào mà hợp mệnh màu đen thì hãy đến với Sài Gòn Car để sở hữu ngay chiếc XL7 2022, lướt chỉ 12.000 km, đang được chào bán với mức giá mong muốn là 575 triệu ạ. Và chúng ta sẽ cùng sang chiếc Kia Sorena nhé. Trước này thì phải nói là có 102 trên thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đây, đây là cái đuôi của Sorena full xăng 2016 đây. Xong còn hầm mố hơn là trước Sorena full dầu 2019. Cốp điện. Đấy, mà may là em Quỳnh còn chưa cả độ đá cốp cho chiếc này nhá. Em Quỳnh thì đã từng trải nghiệm trước Sorena trên cung đường chạy từ Hà Nội và đến thành phố Hồ Chí Minh. Nên là rất là ưng, nếu mà các bác có tầm tài chính chưa tới 700 triệu mà muốn sở hữu chiếc xe 7 chỗ phải gọi là chuyên cơ mặt đất luôn, thì đây là một cái lựa chọn tuyệt vời nhất ở thời điểm hiện tại. Vì ở năm ngoái ấy, khi mà cái thời điểm mà máy dầu hot ấy, ôi trời ơi, máy dầu ấy, thậm chí là máy xăng của Sorena cũng rất là mua phải gọi là cực kỳ gấu luôn. Nhưng mà ở thời điểm này thì các bác lại có tài chính thì các bác đã chọn Carnival rồi. Đây, các bác nhìn qua tờ sờ keo chỉ bên em nhé. Chỉ quá đẹp luôn. Thật sự là sơn này còn anh chủ tâm sự là chạy có 4 vạn thì anh chỉ có đánh bát thôi. Anh còn không phải thèm sơn lại xe, bởi vì anh cũng đi có điên đâu đâu, có xước sát nhiều đâu. 41.000 km và anh ấy đã bảo hành bảo dưỡng là lần bảo hành gần nhất là 40.000 km các bác ạ. Cách đây có 1 tháng thôi. Anh ấy đang bán chiếc này để anh mong muốn đổi lên chiếc Carnival cho gia đình ạ. Đây, đường thành phố. Đây. Có biển. Em lôi xuống để nhìn biển thành phố thôi ạ. Sang cửa lùa nhá. Cửa lùa thì đi dễ chịu này. Phải đánh giá rằng chiếc này như là một chiếc chuyên cơ mặt đất. Và ghế của nó thì không khác gì là hạng thương gia trên Vietnam Airlines phải không ạ? Đây, các bác có thể nhìn qua là vì sao em nói là hạng thương gia? Vì ở đằng sau cái ghế mà em Quỳnh và anh cameraman đang ngồi ấy, thì lại có một, 2 chiếc màn Android mà anh chủ đã độ cho 2 em bé nhà anh ấy. Ở phiên bản full này thì có 2 cửa sổ nóc nhá, ở phía trước và ở phía sau. Xe cực kỳ đẹp, có thể nhìn qua chất da này. Sau hiện tại là đến 2023 là năm thứ 7 sử dụng chiếc xe này. Trải thảm sàn 6D này, phụ kiện đồ nghề theo xe rất là đầy đủ luôn. Hàng ghế về sau này thì hôm qua em Quỳnh gập xuống này, rất là rộng. Bây giờ mà chỉ chưa tới 700 triệu chúng ta đã sở hữu Kia Sorena rồi, mà chúng ta biết rằng là ở thời điểm khi mà Kia Sorena ra đời thì chắc phải, khi mà nhắc đến Sorena thì chúng ta phải nhắc đến là người ta phải có tiền lắm thì người ta mới mua chiếc Kia Sorena phải không ạ? Đây là bản full xăng nhá, sử dụng động cơ là máy 3.3 lít GATH và đang được chào bán với mức giá mong muốn tại Sài Gòn Car rất là yêu thương, 678 triệu. Hai cái màn này cưng quá này. Cửa lùa. Vừa rồi thì em Quỳnh đã báo giá trước Kia Sorena full xăng mới về này. Bên kia là XL7 2022 cũng mới về bên em Quỳnh luôn. Cũng như là báo giá, cập nhật tất cả các giá giảm ở bên cửa hàng Sài Gòn Car. Bác nào mà có nhu cầu tư vấn kỹ hơn thì nhớ để lại comment hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại được ghi trên màn hình để bên em Quỳnh có thể tư vấn hỗ trợ nhé. Và đặc biệt bên em thì có thu mua, trao đổi xe cũ của các bác với giá cực kỳ ưu đãi và hoa hồng cao cho người giới thiệu. Và các bác đừng quên like, follow showroom Sài Gòn Car của em Quỳnh để biết thêm nhiều thông tin chi tiết cũng như là cập nhật tất cả các mẫu xe mới về nhé. Em Quỳnh xin gửi lời chào và cảm ơn đến quý anh chị, quý
quý khách hàng đã đồng hành và ủng hộ em Quỳnh trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào.